Tin mừng theo Thánh Marco. Khi ấy, bọn ta điền bảo nhau: đứa thừa tự đây rồi, nào ta dứt quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Sự vô ơn. Người xưa nói cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán. Với hàm ý được rút ra từ kinh nghiệm thực tế rằng sự vô ơn thường gắn liền với bản tính con người. Đức Giê-xu, con một Thiên Chúa, vì thương xót nhân loại tội lỗi, đã đến thế gian để cứu chữa toàn thể nhân loại. Sau khi cứu chữa, Đức Giê-xu không ngừng mời gọi con người trả ơn bằng cách sống yêu thương, tha thứ cho nhau. Thế nhưng, con người lại đáp trả bằng cách giết chết người. Việc đóng đinh con một Thiên Chúa vào thập giá chính là sự vô ơn nhất mà con người đã làm cho Thiên Chúa. Tuy nhiên, qua hành động vô ơn này, Thiên Chúa bày tỏ cho nhân loại tình yêu vô biên của người khi làm cho Đức Giê-xu sống lại. Lạy Chúa, chúng con quả là vô ơn trước tình yêu của Chúa đã dành cho chúng con. Xin thương xót chúng con. Amen.